sức khỏe đường ruột á, rồi đáy miệng xuống đấy có họng đấy bao tử đấy ruột non và cái ruột dày á, nó ảnh hưởng được hết cái sức khỏe của mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay Rebecca sẽ chia sẻ chút về dụ cái sức khỏe đường ruột của chúng mọi người. Bởi vì mình thấy là trong điện số đây á, thì là nhiều cái bệnh á, nó bị da bởi vì liên hệ với cái đường ruột của bạn. Rebecca thấy là mỗi lần mà mình ăn á, nếu mà bạn ăn mà không nhai kỹ á, nó dễ bị khó tiêu đồ ăn và nó bị dễ bị đầy hơi. Sau khi đó là bạn thấy là khi nào bạn ăn, sau khi bạn ăn bậy, bạn dễ bị giống khó tiêu, bực bội, dễ mệt và mình đi cầu á, nó dễ bị bón hoặc là bị tiêu chảy. Thì là hôm nay Rebecca muốn chia sẻ dụ một hai cách để mình để ý và để chăm sóc sức khỏe đường ruột của mọi người. Hình ảnh này Rebecca sẽ chỉ lên nha. Cái hình ảnh này là nó kêu là the Bristol stool chart. Cái hình ảnh này nó chỉ là có 7 cái hình cơ phân của mọi người. Cái hình 1 á, nếu mà mình vô nhìn cái hình 1, cái này là nó cục nhỏ nhỏ và chúng mình nói là nó nhỏ giống con thỏ. Và thứ nhì á, là cái cơ phân nó hơi bị cứng hoặc là nó bị hơi cục. Cái hình thứ 3 và cái hình thứ 4 á, hai cái hình này là cái phân lớn. Cái phân thứ 4 là nó dễ đi và hai phân này á, là phân của người mà có cái sức khỏe đường ruột tốt nha. Còn cái hình ảnh mà bạn thấy đây nè là cái hình ảnh thứ 5 và loại thứ 5, thứ 6, thứ 7, cái này là bạn đang bị tiêu chảy. Cái hình ảnh này á, nó cho bạn để quan tâm vô cái sức khỏe đường ruột, bởi vì mỗi ngày á, mà bạn đi đại điện á, mình sẽ để ý là cái phân mình da sao và lúc mà đi cầu á, bạn có thấy là bị bón hay là đau bón hay là tiêu chảy hay là có khi người ta họ cũng bị da máu vì họ bị chỉ ở trong cái đường ruột. Và Rebecca muốn giải thích là lúc mà bạn có đi cầu được mỗi ngày ha thì bạn không phải là bạn bị đau bón, nhưng mà nếu mà bạn trong ngày mà bạn đi mà nó không có da cái phân giống cái hình ảnh thứ 3 và thứ 4 á thì mình nên để lo cái sức khỏe đường ruột mình nhiều hơn. Và cái cách đó để cho đi cầu được tốt và thường xuyên á là Rebecca thường khuyên ra đó thì ăn chắc sơ cho nhiều hơn, cái chất fiber đó mọi người, uống nước nhiều hơn và ăn kỹ hơn. Thứ hai á, là mỗi ngày á, bạn nhớ là mình thở mạnh đó bạn, là thở sâu vô và thở nhẹ, sâu vô và sâu ra. Cái cách thở của mình nó cũng ảnh hưởng cái sức khỏe đường ruột mình nữa. Và nếu khi nào mà bạn thấy hơi khó đi cầu, bạn nhớ thở nhiều hơn, vậy cái đó sẽ giúp đỡ sức khỏe bạn nhiều lắm. Nếu mà bạn bị đau bón á, thì bạn nên đi vô thăm người bác dược sĩ hoặc là đi nói chuyện bác sĩ để coi cái lý do mà sao mà bạn bị bón và sẽ giúp đỡ bạn đấy, mình đi đại điện được nhiều hơn. Bởi vì nếu mà bạn không có đi cầu á, thường xuyên á, giúp một ngày mà bạn ăn ba món cơm đi ha, nhưng mà bạn một tuần á bạn có đi cầu được một hai lần á thì cái phân cũ nó dính trong bụng của bạn, nó sẽ sình lên và cái chất dơ đó vẫn còn ở trong đường ruột. Thì vậy cái lý do đó nó sẽ bệnh, có nhiều cái bệnh nó sẽ ra lắm. Thì Rebecca làm cái video này sẽ nói thêm về sức khỏe đường ruột và muốn khuyên mọi người để mình để ý và quan tâm cái sức khỏe đường ruột mình ra sao. Và một cái cách giỏi lắm á, là mỗi ngày á, là để ý coi đi cầu cái phân ra sao. Thứ nhì á, là có bị đau bón hay là có khó đi không, và thứ ba á, là chớ trong một tuần á, bạn để ý bạn đi mấy lần. Đúng ra là mỗi ngày á, mình nên đi tới khoảng 2 lần. Vậy thường xuyên á, là mọi người họ sẽ ăn uống giống là bạn ăn một ngày khoảng 2-3 bữa đi, thì mình muốn là cái chất ăn nó vô xong rồi cái phân cũ nó ra để cho cái đường ruột mình nó khỏe hoài và nó hoạt động hoài. Thì mình hy vọng là bạn thấy cái video này nó được giúp đỡ bạn. Và nếu mà bạn có ý mà muốn hỏi Rebecca về sức khỏe đường ruột thì nhớ dưới cái comment và nhớ ủng hộ mình và bấm subscribe nha. Ok, bye.